Vào khoảng 6 giờ sáng ngày 4 tháng 3, ô tô 16 chỗ lưu thông trên đường Trường Chinh theo hướng Hóc Môn đi trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Khi ô tô chạy đến đoạn còn cách mũi tàu Trường Chinh Cộng Hòa khoảng 100 mét, thì bất ngờ tông liên tiếp hai xe máy. Trong đó, có một xe máy bị ô tô tông kéo lê về phía trước, rồi ép chặt dưới gốc cây xanh bên dĩa hè đường Trường Chinh. Theo các nhân chứng, những người đi xe máy bị hất văng khỏi xe và chỉ bị suy sát nhẹ liên nam tài sĩ điều khiển ô tô 16 chỗ, ngất xỉu bên trong cabin. Sau tai nạn, người dân hỗ trợ mở cửa đưa nạn nhân đi cấp cứu. Do vụ tai nạn xảy ra trên tuyến đường huyết mạch và kéo dài qua khung giờ cao điểm, nên gây cản trở giao thông. Bên cạnh đó, là ngày đầu tuần, lượng phương tiện đổ ra đường để đi làm, học sinh đi học khiến giao thông ủng tắc nghiêm trọng. Lực lượng công an phường Tây Thạnh có mặt để phối hợp với cảnh sát giao thông đội an sương xử lý hiện trường phân luồng điều tiết giao thông